từ từ. What? Bây giờ em solo với chùm tinh bò Thái Lan không? Cái gì? Chùm tinh bò luôn anh Hải. Chùm tinh bò luôn anh em ơi. Trời ơi trời, người này là chỉ có tinh bò thôi anh em mà lên được top thách đấu luôn ấy. Trời, nghe cái gì ghê vậy anh Hải? Và người này là bên Thái Lan là đường kiểu đặt cho một cái tên đó là chùm tinh bò anh em ơi. Thì server Thái Lan chính là server của Rút nha. Quái đản thật sự luôn anh em ơi, nghe từ chùm tinh bò tôi cảm thấy là ghét quay trưởng luôn ấy. Đúng rồi đó Hải, bây giờ em nghe em cũng luôn nè. Tinh Long là cũng ghét luôn hả anh em ơi. Nhưng mà bây giờ là em dám không? Trời dám chứ anh Hải, nhưng mà thấy cũng thôi. Bây giờ là tụi mình sẽ qua bên server Thái Lan cũng như là xin giao lưu tinh bò một chặng anh em ơi. Bé Lâm thì như anh em cũng biết là bên server Việt Nam nói chung tinh bò vẫn top 1 anh em ơi, chứ chưa có nóc chân nào ấy. Nói chung là tôi nghĩ là bé Lâm qua cũng như là có thể chơi được đấy. Bây giờ là bé Lâm qua đó cũng như là solo tinh bò với lại là cái người đó anh em ơi. Và nếu như mà bé Lâm nó có thua là tôi cũng đăng cho anh em coi nha. Chơi một chặng duy nhất thôi anh em ơi. Rồi vô nè. A few inches later. Hello, lại là mình Sima đây. Lại là bé Lâm cho mình đây. Hiện tại là tôi với lại là bé Lâm đang ở server Việt Nam anh em ơi, và đang ở trong cái ạc của tôi nha. Bây giờ là tôi sẽ mang combo kỹ năng này qua Thái Lan cũng như là đại chiến luôn anh em ơi. Thì đầu tiên là có con Nairi nha anh em ơi. Con này giúp anh em là khi mà anh em đặt bom keo là sẽ được hồi máu nha. Và con thứ hai chính là Olivia anh em à. Olivia này cũng là được hồi máu luôn anh em ơi. Được có ló luôn. Con Olivia này là tăng lượng hồi máu và lan tỏa hiệu ứng hồi máu cho đồng đội xung quanh anh em ơi. Nói chung là con này mang theo cũng được ấy. Con thứ ba chính là Leon nha. Hồi máu sau khi mà tham gia chiến đấu anh em ơi, cũng khá chi là cách chơi người dơi luôn ấy. Và cuối cùng tanh bo thì không bao giờ thiếu con pho anh em ơi. Con pho này phải nói là quá quen thuộc từ xưa tới nay khi mà những anh em nào đi tanh bo luôn hả anh em ơi. Hồi máu khi mà nhận lại sát thương nha anh em ơi. Ok, và cuối cùng là bổ sung thêm con bé Moni nha. Vô vô vô, cuối cùng là bé Lâm cũng đã vô chặn ở bên server của Thái Lan rồi nha anh em ơi. Trời ơi, em sợ thua quá anh Hải ơi. Trời ơi, chơi tự tin lên cơ mày. Thì ở trong trận này là bé Lâm đang chơi cái ạc của tôi bên server của Thái Lan nha anh em ơi. Và tôi tuyên bố nếu như mà ở trong trận này bé Lâm mà thắng được á, tôi sẽ cho cái ạc này một bạn ngẫu nhiên ở trên kênh luôn nha. Ừ, anh Hải nói rồi nha. Chơi tới bến rồi chứ còn gì nữa. Ok, đây rồi anh em ơi, dân chơi này có vẻ là nhìn sương sương là cũng giàu đó anh em à. Ui, múa gì đây? Bây giờ là còn lại là 21 giây nữa là bo thu vô anh em ơi. Trời ơi, cà khịa luôn cả anh em ơi. Dạ, nóng giàu quá vậy. Hành động màu tới nó 7-7 này. Nhưng chơi nữa dễ mà thuộc dạng là giàu có đó anh em ơi. Chặn đây. Ok, bây giờ là em đặt bom keo trước hả? Quấn máu nha Lâm ơi. Ok luôn hai, từ từ để bo vô xíu một cái. Ok, ok, đây rồi, đây rồi. Ai thắng đây, ai thắng đây. Đây rồi, đặt ra lẹ. Rồi, hợp lý rồi, quấn máu Lâm ơi. Ok, giây phút quan trọng tới rồi anh em ơi. Căng nha, căng nha. Ui, mưa đã quá. Rồi xong, hai người nóc cùng một lúc nhưng mà bé Lâm là người thua anh em ơi. Đen thật sự luôn ơi. Thôi không sao, thua keo này ta bày keo dán gùi anh em à. Ok, bây giờ đi xem là cái dán này bé Lâm thắng được không nha anh em ơi. Tánh bo là dựa vào đậu hên xui anh em à. À, lại bà hành động màu tánh nó bảy nè anh em ơi. Khéo quá ta, ui, hành động UMB nữa kìa. Đùa, có cả là UMB level 7 luôn anh em à. Đu quái nào pha mát nữa nè anh em ơi. AK gồng xanh luôn này. Dạ dữ vậy. Giàu kinh điển luôn anh em ơi. Thề luôn mấy thanh niên Thái Lan này công nhận là quá giàu luôn anh em à. Đúng kiểu là dân chơi server của Gút anh em ơi. Rồi bây giờ là còn lại 15 giây nữa là bo thu vô nha anh em ơi. Cố lên anh, không để thua được. Bé Lâm là nếu như mà thua là thề luôn về Việt Nam nhục nhã luôn anh em ơi, chứ còn gì nữa. Ok, thì rồi anh em ơi, bo thu vô rồi. Ok, giây phút căng thẳng tới rồi anh em ơi. Ui, bắt đầu bo vô gọi đây rồi. Ok, thắng đây. Để rồi, quấn máu Lâm ơi. Giây phút tôi nói là kèo tới rồi anh em ơi. Gì, em thắng rồi. Cuối cùng là bé Lâm nó cũng đã thắng rồi nha anh em ơi. Sao mà đỡ được một điều nha. Combo kỹ năng mà bé Lâm đang dùng ở trong trận đấu này á, thì mình thấy là ở server Việt Nam là anh em có thể là mang đi tinh bo thoải mái luôn nha anh em ơi. Bởi vì là combo đó mình thấy là hồi máu trời gâu là trời siêu kinh điển luôn ấy. Bây giờ em sẽ thua quá anh Hải ơi. Là trời, sẽ thua gì mày. Thanh niên Lâm này mà thua là xác định là tao nói nhục như con cá nục. Ôi con sông quê luôn anh em à. Thanh niên kia mình không biết là dùng combo kỹ năng gì anh em ơi. Nhưng mà để xem là combo kỹ năng này của mình là có giúp bé Lâm là thắng được thanh niên đó không nha anh em ơi. Trời vua tên bo anh em à. Thề luôn là nó tên bo tới nỗi mà lên thách đấu luôn anh em ơi. Mà không bắn một trận nào luôn anh em à. Hình như là mình thấy là nhện đâu đó là 0.50 sao anh em ơi. Tức là một trận đấu trung bình là không có một kill nào luôn anh em à. Cũng lâu lâu là sẽ có một kill đấy. Và thanh niên này chủ yếu là tên bo anh em ơi. Rồi ok, đây rồi anh em ơi. Hợp lý rồi. Giây phút quan trọng đã đến rồi. Ok, đặt bom keo đi Lâm ơi. Đấy rồi, hợp lý. Bóng máu đi, rồi xong rồi, ai thắng đây, ai thắng đây. Căng quá anh em ơi. Ui, cái máu bé Lâm là cực kỳ gút kìa. Một bình máu nè. Hai người nóc cùng một lúc nhưng mà bé Lâm là người thắng anh em ơi. Trời ơi, hên quái cả đạn luôn anh em à. Đó, mình nói rồi mà.
mà combo kỹ năng mà với Lâm đang dùng thuộc dạng là combo kỹ năng tinh mô của OB 46 rồi anh em ơi, trời quái đạn thật sự luôn. Tính ra là combo đó mà khi mà anh em dùng tinh mô OB 46 á thì combo đó nói chung là hồi máu cực kỳ luôn anh em ơi, cho nên là anh em có thể là mang đi tinh mô nha, có thể là mang vô trong đấu ganh tinh mô được luôn ấy. Để rồi anh em ơi, để xem là bé Lâm có thắng được nữa không nha. 29 giây nữa. Tí anh em gớt dưới luôn rồi anh hai. Nhớ là kỹ nha Lâm ơi, gớt xuống dưới là trời ơi là trời động thổ luôn ấy, khỏi lên luôn anh em à. Bây giờ là bo đang dần thu vô rồi anh em ơi. Ui, bo tầm này mà bé Lâm nó lỡ gớt xuống dưới thì thôi dẹp nghỉ luôn anh em ơi, chịu thua luôn ấy. Rồi, 12 giây nữa anh em ơi là bo sẽ thu vô nha. Ok ok, giây phút quan trọng đã đến rồi. Thu vô rồi, nhanh đi nhanh đi. À, nó cầm bông keo trước luôn mấy Lâm luôn cả anh em ơi. Ok đặt keo Lâm ơi. Đẩy gọi có máu lẹ. Rồi ai thắng đây, ai thắng đây. Trời ơi là trời căng tới nhây. Ê, rồi xong mấy Lâm lóc luôn anh em ơi. Nếu như mà anh em xem video nãy giờ mà chưa có nhấn like á thì đừng quên là cho bé Lâm xin một like để có động lực lật kèo nha anh em ơi. Mọi người nhớ nhấn like nha. Comment thêm là bé Lâm cố lên giúp mình nha. Cảm ơn anh em nhiều nha. Để gọi anh em ơi. Ok, để xem là trong trận này bé Lâm có dẫn trước tỷ số 3-2 không nha. Trời ơi trời căng thế nhỉ. Tôi là mỗi lần xem mấy trận đấu mà solo tanh bo như này anh em cực kỳ là hồi hộp luôn anh em ơi. Cả mấy cái M1045 long tộc này sao nhìn ngầu quá vậy ta. Nguyên thanh niên kia là cũng có M1045 long tộc luôn anh em ơi. Cái hàng này bên server Thái Lan của tôi nói chung là cũng khá là giàu anh em à. Ai đù, nó lại bằng hành động khiêu khích với Lâm nữa nè anh em ơi. Quái đản vậy. À, bây giờ tầm này là 12 giây nữa là bo thu vô anh em ơi. Tới giây phút quan trọng rồi. Ok, tập trung nha Lâm ơi, tập trung nha. Để xem là bé Lâm thắng được nữa không nha anh em ơi. Rồi ok. Ê, đặt bông keo Lâm ơi. Đúng rồi, đặt đi mày. Đấy rồi, đặt luôn. Bông máu đi, bông máu đi. Ok, thắng đây anh em ơi. Căng quá. Ui, đây rồi. Hai người nắp cùng một lúc nhưng mà bé Lâm là người thua anh em à. Trời ơi, tiếc thật sự luôn ấy. 3-2 cho thanh niên kia nha. Bé Lâm tầm này là rất là tâm lý luôn hả anh em à. Trừ 2-3 rồi. Để xem là trong trận đấu này có lên được 3 điều không nha anh em ơi. Em nghĩ trong trận đấu này thua quá anh hai ơi. Bây giờ 2-3 rồi. Căng thế gì. Bé Lâm là bây giờ không tự tin vào bản thân luôn anh em à. Thứ gì mà chịu cho nổi quả đạn luôn ấy. Ok bây giờ là 30 giây nữa. À căng quá anh em ơi. Thanh niên này có vẻ là thuộc dạng là tên bo ghê đó anh em à. Tôi thấy là tên bo phải nói là khá chi là chắc chơi người dơi đấy. Ui bật hành động là khẽ nữa. Hành động mà B40 bắn xà luôn nè anh em ơi. Gớm ghê ông nội. Ui ăn chơi này thuộc dạng đại gia bên server cuối rút hay sao anh em à. Hồi nãy giờ tôi thấy là nó bật xương xương là rất là nhiều hành động level 7 luôn ấy. Rồi ok. Giây phút tôi nói là quan trọng đã đến rồi anh em ơi. Đây rồi chuẩn bị đặt keo nè. Ok đặt keo Lâm ơi, đặt keo đây. Để xem là thanh niên Lâm thắng được không nha. Đấy ok rồi. Quá máu Lâm ơi. Hợp lý rồi, ai thắng đây, ai thắng đây. Căng quá anh em ơi. Vậy thắng rồi. Hay quá, bé Lâm chính là người thắng anh em ơi. Tỷ số bây giờ là 3 điều rồi nha. Mới đây là đã 3 điều rồi anh em ơi. Đúng là thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng luôn ấy. Đây, vị trí của tâm bo. Ok, vị trí mà bé Lâm đang ngồi chính là tâm bo luôn nha anh em ơi. À, căng đét đây. Ui, thanh niên này làm gì mà chạy vòng vòng vậy. Bé Lâm cố gắng nha Lâm ơi. Ok luôn anh, sẽ cố gắng. Bây giờ tầm này là mỗi bên là còn 2 gián nữa là coi như là sẽ thắng anh em ơi. Tôi không biết là bé Lâm thắng được không ấy. Trời ơi cố lên Lâm ơi. Thề luôn mỗi lần mà tôi xem mấy trận đấu mà tanh bo siêu kinh điển này á, cảm thấy là rung quả trưởng luôn anh em à. À đây rồi. Tôi đang ngồi kế bé Lâm á mà cảm thấy là thanh niên Lâm bây giờ mà ấn nhầm cái nút hồi máu mà vô trong cái nút mà ba lô á anh em là xác định là ngấm củ tỏi anh em ơi. Ok rồi 10 giây nữa này. Đây gọi bó vô rồi. Giây phút ta nói là quan trọng quải đạn luôn hả anh em ơi. À, thanh niên này có vẻ là đang chọn một cái vị trí nào đó để tanh bo hợp lý anh em ơi. Đấy rồi, nó kéo ra. Ok, uống máu Lâm ơi. Hợp lý rồi. Ai thắng đây, ai thắng đây. Ê, gầu xong mới Lâm nóc anh em ơi. Trời ơi, quái đạn thật sự luôn anh em ơi. Tôi không biết là thanh niên đó là có cái mẹo tanh bo vậy á. Mà tôi thấy là quấn máu sao bé Lâm. Nhưng mà bé Lâm lại là người nóc anh em à. Đúng rồi, anh hai rồi. Áo ma thế nhì. Nhân chơi này lại bằng hành động khiêu khích nè anh em ơi. À, căng đáy, căng đáy. Ok, 33 giây nữa anh em ơi. Ui, bé Lâm chọn đúng cái vị trí này anh em ơi. Thì ở trên cái thùng gỗ này chính là vị trí của tâm bo nha. Căng quá anh hai ơi, 3-4 rồi. Bé Lâm bây giờ là còn lại là một ván này nữa. Là nếu mà thua là coi như sẽ thua luôn nha anh em ơi. Còn nếu như mà bé Lâm thắng là phải cần là 2 ván nữa. Một ván này và một ván nữa anh em ơi. Căng quá. Xem là bé Lâm có sang mặt tỷ số 4 điều được không nha. Ok, chọn vị trí ngay cái thùng này. Đúng rồi, ngay chân vị trí cái thùng này chính là tâm bo nè anh em ơi. À, đây rồi, bo thu vô rồi nha. Ok, đừng cho nó lên nha Lâm ơi. À, không chịu lên luôn anh em à. Đây rồi, ok, uống máu Lâm ơi. Đây rồi, uống máu lẹ. Rồi, ai thắng đây. Ui, căng quá anh em ơi. Ui, một tí nữa là bé Lâm nóc rồi anh em ơi. Hên quá anh hai ơi, 4 điểm rồi. Ok, được rồi, đó rồi.
gắn gọi anh em ơi, giây phút phải nói là cực kỳ hồi hộp tới rồi. Căng quá anh hai ơi. Bây giờ để xem là bé Lâm thắng được không nha. Tỷ số bây giờ là 4 đều của anh em ơi. Một ván cuối cùng này nếu như mà ai thắng là coi như sẽ chốt kèo win luôn nha. Ui, bo đang dằn thu vô rồi anh em ơi. Bé Lâm được cứ gung như mày. Ok luôn, hai em đang hơi gung gung nè. Trời ơi, bé Lâm tầm này mà gung tay cái lẳng nhầm vô trong cái nút ba lô là xác định là coi như thua luôn á anh em ơi. Bị mất nghiệp ấy. À, thanh niên này vẫn còn cái gì đó mà gọi là sự tự tin anh em ơi. Bằng hành động cà khịa với Lâm luôn ấy. Ok rồi, à, lấy bông keo ra Lâm ơi. Khoan từ từ, bó chưa hu vô gần em. Ok, rồi hợp lý rồi. À, đi gọi anh em ơi, đặt keo đi. Đây gọi quấn máu lẹ. Ai thắng đây, thắng đây, trời căng quá anh em ơi. Ê, thắng rồi. Ok, nếu giờ các bạn xem video á, đừng quên là cho mình xin một like cũng như là một cái đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì bye bye, bye.